chuẩn bị xét xử 7 thanh tra giao thông ở Bà Rịa Vũng Tàu làm tiền doanh nghiệp vận tải. Thanh tra phát hiện hàng loạt sai phạm đất đai tại Bạc Liêu. Tạm giữ kê biên ngừng giao dịch khối tài sản cực khủng trong các vụ án tham nhũng kinh tế. Đối tượng truy nã đặc biệt bị bắt sau 23 năm lẩn trốn khi lên bờ tránh bão số 3. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cơ quan này sắp đưa vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Thanh tra Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh này ra xét xử trong đó 7 bị can là cán bộ thanh tra giao thông bị truy tố tội nhận hối lộ, 49 bị can còn lại là chủ doanh nghiệp vận tải, quản lý và lái xe bị truy tố tội đưa hối lộ. Quá trình điều tra xác định từ năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, các thanh tra viên gồm Lâm Hữu Trí, 43 tuổi, Võ Thanh Liêm, 45 tuổi, Trần Văn Dũng, 54 tuổi, Nguyễn Đức Tú, 49 tuổi. Trần Ngọc Huệ 61 tuổi, Phạm Văn Dương 47 tuổi và Trần Văn Minh 58 tuổi đã nhận tiền làm luật của nhiều cá nhân chủ doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh. Mục đích nhận tiền để không hoặc ít kiểm tra sự phạt hành chính các cá nhân doanh nghiệp và các lái xe để phương tiện vận tải vi phạm quy định về an toàn bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ. Trong đó, cơ quan điều tra xác định Lâm Hữu Trí là người nhận nhiều tiền nhất với hơn 5 tỷ đồng của 55 doanh nghiệp cá nhân. Sáu thanh tra viên còn lại chia nhau hơn 1 tỷ đồng, người nhiều nhất hơn 300 triệu đồng, người ít nhất hơn 40 triệu đồng. Chiêu làm luật của các thanh tra giao thông là thường xuyên kiểm tra các xe có mật độ chạy dày trên đường và gần như chạy một tuyến cố định nào đó. Do đó, các chủ xe doanh nghiệp đưa hối lộ cho thanh tra giao thông, chủ yếu là xe chở vật liệu xây dựng san lấp hải sản phế liệu, xe chở hàng hóa trong cảng Cái Mép Thị Vải. Những chủ xe doanh nghiệp ở các tỉnh khác có xe thường xuyên chở hàng đến Bà Rịa Vũng Tàu cũng phải lót tay cho thanh tra giao thông có trường hợp chủ xe chủ động gặp thanh tra giao thông để đặt vấn đề trung chi. đáng chú ý có vụ trí điện thoại yêu cầu phải đóng tiền hàng tháng nếu không sẽ bị kiểm tra gây khó. dù xe không vi phạm nhưng vì sợ bị thanh tra dừng xe giữa đường làm chậm việc giao hàng nên chủ doanh nghiệp đồng ý trung chi. có người bị trí gọi điện nói xe em chạy ngoài đường như vậy là không có được em phải xử lý đi. đã có trường hợp chủ doanh nghiệp không chịu vì xe chở đúng tải nhưng sau đó đúng là xe của họ bị thanh tra giao thông dừng liên tục và buộc phải trung chi để yên ổn làm ăn. Cũng theo cáo trạng, trong vụ án này, có 14 cá nhân chủ doanh nghiệp được cơ quan điều tra đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là những người đã có đơn tố giác tội phạm vì bị ép buộc chuyển tiền hối lộ hoặc đưa hối lộ do bị gợi ý và với số tiền nhỏ. Còn 49 chủ xe đại diện doanh nghiệp bị truy tố xét xử về tội đưa hối lộ. Mới đây, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong thực hiện dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, thời hạn thanh tra trong giai đoạn 2016-2020. Nguyên nhân chậm ban hành kết luận được thanh tra tỉnh Bạc Liêu lý giải do thời gian thanh tra, quyết định thanh tra ngày 22 tháng 2 năm 2021. Còn trong thời gian dịch bệnh COVID-19, quá trình thanh tra phức tạp liên quan đến nhiều người, nhiều lĩnh vực. Kết luận thanh tra cho thấy số tiền sai phạm lên đến trên 34 tỷ đồng. Đáng nói, Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh tại tỉnh Bạc Liêu đã thu đến trên 21 tỷ đồng tiền phí đo đạc sai quy định. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thu sai quy định trên 12 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu phát hiện 6 hồ sơ chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất từ tổ chức cá nhân có hạn chế thiếu sót đơn cử như hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên xăng dầu Tây Nam Bộ, chi nhánh Bạc Liêu chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nhưng đã xây dựng, hoạt động kinh doanh làm thất thu ngân sách nhà nước 429,6 triệu đồng. Đáng chú ý, hồ sơ công ty trách nhiệm hữu hạng Thọ Hoàng Thanh được cơ quan nhà nước cho thuê đất với tổng diện tích 15.596m2 để thực hiện dự án nuôi tôm Quảng Canh, sau đó chuyển nhượng cho ông Phan Thanh Tuấn là vi phạm quy định luật đầu tư năm 2014. Điều này dẫn đến những việc phù phép sau đó. Cụ thể, ông Tuấn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được văn phòng đăng ký đất đai điều chỉnh sang hình thức thuê đất đối với ông Tuấn. Sau đó, ông lập các thủ tục tách thửa diện tích 1.844,9m2 và chuyển nhượng cho hộ cá nhân là bà Nguyễn Thị Xuân Phương. Đến tháng 5 năm 2020, ông Tuấn tiếp tục tách thành hai thửa có diện tích lần lượt là 13.503,2m2 và 247,9m2 để chuyển mục đích từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất nông thôn và được Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Lai cho phép. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũng xác định tại thành phố Bạc Liêu có 1.338 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được ghi nợ tiền sử dụng đất với tổng số tiền phải nộp hơn 177,2 tỷ đồng. Trong đó có 182 trường hợp cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với tổng số tiền hơn 17,8 tỷ đồng khi không đảm bảo mức độ phù hợp với kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra đối với Sở Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bạc Liêu và các chi nhánh vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thu phí đo đạc quản lý, sử dụng tài chính gây ra hậu quả thất thoát tài sản, tiền ngân sách nhà nước và tiền của các hộ gia đình cá nhân với số tiền được phát hiện lên đến trên 21 tỷ đồng chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Sở Tài nguyên Môi trường và Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Rai liên quan đến việc cho thuê đất của công ty trách nhiệm hữu hạng Thọ Hoàng Thanh. Thanh tra cũng kiến nghị thu hồi số tiền hơn 34 tỷ đồng đối với các khoản sai phạm đặc biệt chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc, các cá nhân tổ chức liên quan do có dấu hiệu tội phạm trong việc thu phí đò đạc quản lý, sử dụng tài chính gây ra hậu quả thất thoát tài sản tiền ngân sách nhà nước. Mới đây, phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Tư pháp đã cho ý kiến về báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Số liệu từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, báo cáo nêu rõ trong năm 2024 đã khởi tố mới 838 vụ, tăng 11% liên quan tội phạm tham nhũng chức vụ. Các cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện khởi tố, điều tra nhiều vụ án lớn, tính chất tội phạm đặc biệt nghiêm trọng phức tạp nhiều vụ liên quan đến các bộ địa phương có sự câu kết chặt chẽ tinh vi giữa cán bộ nhà nước với các doanh nghiệp trong các lĩnh vực quản lý đất đai khai thác tài nguyên khoáng sản đầu tư xây dựng cơ bản kinh doanh điện xăng dầu như vụ án liên quan đất hiếm vụ phúc sơn vụ án xảy ra tại bộ công thương vụ xuyên việt oi về đấu tranh xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chỉ đạo toàn ngành phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ, xử lý đúng người đúng tội đúng pháp luật. Nhất là các vụ án do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo, điển hình như các vụ án xảy ra tại bệnh viện Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, vụ Việt Á, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, vụ án liên quan AIC xảy ra ở Bắc Ninh trong kỳ đã thu hồi thông qua công tác thi hành án dân sự là 87.210 tỷ đồng trên 272.374 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32%. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã áp dụng các biện pháp bảo đảm để thu hồi hơn 25.782 tỷ đồng trên hơn 1 triệu tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 22%. Các cơ quan tố tụng còn tạm giữ, kê biên, tạm ngừng giao dịch nhiều tài sản khác như 2.874 bất động sản, hơn 1 triệu cổ phần, 7,8 triệu đô la Mỹ, 10 triệu yên Nhật, 63.900 euro, 685 kg vàng, 39 ô tô, 10 tàu chở dầu, hơn 1 triệu lít dầu đeo, hơn 227.000 lít xăng, một cặp ngà voi, hai nhẫn kim cương, một du thuyền, 1.342 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công tác giải quyết các vụ án vụ việc tham nhũng tiếp tục đạt kết quả tích cực, đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng một số vụ án thu hồi tài sản cao như vụ Tân Hoàng Minh, các bị can tự nguyện nộp 8.645 tỷ đồng, vụ tham mô tài sản tại Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, các bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả số tiền 5.169 tỷ đồng. Vụ án liên quan xuyên Việt Oi, quá trình khám xét, cơ quan an ninh điều tra đã tạm giữ 134 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 1.320 tỷ đồng. Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Quốc Tuấn, sinh năm 1960, trú tại số 4 đường IS Xanh, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, bị truy nã về tội mua bán trái phép chất cấm sau 23 năm lẩn trốn. Theo tài liệu điều tra ngày 15 tháng 1 năm 2001, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh Bắt quả tang Phạm Đăng Khoa, sinh năm 1965, Nguyễn Trọng Thủy sinh năm 1964 có hành vi mua bán trái phép chất cấm tại đường Trần Phú, thị xã Móng Cái, nay là thành phố Móng Cái. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Quốc Tuấn có liên quan trực tiếp đến việc mua bán số chất cấm trên. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Quốc Tuấn sau 23 năm kiên trì lần theo dấu vết đối tượng kết hợp với công tác vận động đầu thú nhưng chưa thành công tháng 1 năm 2024 phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ninh nắm được thông tin Nguyễn Quốc Tuấn đã thay đổi thông tin lai lịch và đăng ký tạm trú tại tỉnh Sơn La nên đã cử một tổ công tác phối hợp với các đơn vị thuộc công an tỉnh Sơn La xác minh truy bắt đối tượng nhưng vẫn bặt vô âm tín Quá trình xác minh, cơ quan công an nắm được thông tin đối tượng Tuấn lại tiếp tục thay đổi họ tên để đăng ký tạm trú và xin việc trên tàu đánh bắt thủy hải sản ra bờ. Tuấn thường xuyên theo tàu cá ra biển, khoảng 2-3 tháng mới vào bờ một vài ngày rồi lại ra khơi, thời gian ở đất liền, đối tượng rất cảnh giác không liên lạc gặp cỡ ai. Tổ công tác đã nhiều lần tổ chức mật phục truy bắt đối tượng nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm truy bắt đối tượng, các trinh sát phòng cảnh sát hình sự vẫn kiên trì lần theo dấu vết. Đáng chú ý, ngày 4 tháng 9 năm 2024, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định nhiều khả năng đối tượng Tuấn sẽ trở về đất liền để tránh chú bão Iagi, nên đã chỉ đạo ban chuyên án tiếp tục cử tổ công tác đặc biệt di chuyển vào thành phố Mỹ Tho. Đến ngày 5 tháng 9 năm 2024, cơ quan công an đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Quốc Tuấn tại phường 9, thành phố Mỹ Tho khi đối tượng vừa trở về đất liền. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Tuấn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời Tuấn trình bày sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, đối tượng đã nhiều lần thay đổi tên họ và lẩn trốn ở nhiều nơi. Tuấn thường ẩn náu ở những khu vực hẻo lánh, xa khu dân cư và không giao lưu quan hệ với ai để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố một cán bộ địa chính xã. Cán bộ địa chính xã bị truy tố là Nguyễn Quốc Tân, 38 tuổi, ngụ khóm Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Tân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Theo kết quả điều tra của công an, trong khoảng thời gian làm công chức địa chính nông nghiệp xây dựng môi trường tại Ủy ban nhân dân xã Bình Thành, Huyện Thoại Sơn, An Giang, Tân đã tiếp nhận 5 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 5 người dân trên địa bàn. Sau khi tiếp nhận, ông Tân không thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật mà lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để làm thủ tục sang tên 5 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên lại cho người quen của ông Tân. Sau đó, ông Tân mang đi thế chấp các quyền sử dụng đất này tại các ngân hàng khác nhau để chiếm đoạt tiền vay và tiêu xài cá nhân. Hành vi của ông Tân sau đó bị các bị hại phát hiện và làm đơn tố giác đến cơ quan công an. Quá trình điều tra xác định ông Tân đã gây thiệt hại cho các bị hại với tổng số tiền là hơn 2,2 tỷ đồng. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang còn làm rõ ngoài những vụ việc trên, ông Nguyễn Quốc Tân còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức cá nhân khác với tổng số tiền là 2,33 tỷ đồng. Mới đây, anh Đào Hồng N, 37 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, gia đình anh vừa có đơn phản ánh lên công an phường Hoàng Liệt, yêu cầu làm rõ sự việc con gái 13 tháng tuổi bị gãy chân chưa rõ nguyên nhân khi đón con ở trường về. Theo anh N, ngày 13 tháng 8 vừa qua, cháu DKA sinh ngày 18 tháng 7 năm 2023 đi học tại nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập VX có địa chỉ tại khu biệt thự 4 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Vào 14 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8, vợ anh N xem camera lớp học thấy con bị cô giáo sách bằng một tay đi rất nhanh vào bên trong nên đến đón con. Về nhà thấy con khóc nhiều, vợ anh đã liên hệ với cô giáo để hỏi thăm thì được trả lời ở lớp không có gì xảy ra với cháu. Tuy nhiên khi tắm cho con, nhìn xuống chân thấy sưng, anh N nghi con bị trẹo chân. Qua điện thoại, anh hỏi cô giáo xem con có bị ngã không, nhưng cô trả lời không. Ngày 14 tháng 8, gia đình anh N cho con đi khám phát hiện con bị giật gãy chân phải, gia đình đã liên hệ với nhóm trẻ và cô quản lý. Đề nghị xử lý sự việc trên phương diện tình cảm. Tuy nhiên sau 4 ngày, đại diện nhà trường mới đến thăm hỏi cháu. Ngày 21 tháng 8, nhà trường đến gia đình làm việc lần 2. Gia đình đề nghị nhà trường xử lý nội bộ giáo viên và thông báo cho gia đình biết phương án của nhà trường sau khi xử lý xong. Ngày 27 tháng 8, sau một tuần từ lần làm việc thứ hai, nhà trường không có phản hồi, gia đình chủ động nhắn tin cho quản lý trường để hỏi thông tin, cũng như có phương án hòa giải. Theo anh N, đến ngày 31 tháng 8, nhà trường hẹn gia đình tới trường làm việc. Tuy nhiên, chủ trường cho rằng giáo viên không có lỗi. Phía nhà trường cho rằng gia đình mang con về nhà 4 tiếng sau mới phát hiện và báo cho giáo viên không đồng ý với cách giải quyết của nhà trường. Gia đình anh N đã có đơn trình báo lên cơ quan công an đề nghị làm rõ vấn đề xảy ra ở trường cùng với các chứng cứ mà gia đình hiện có. Gia đình anh N mong muốn nhờ cơ quan công an xác minh làm rõ một số vấn đề tại sao giáo viên lại liên tục để con ngồi trong góc khuất của camera. Gia đình cùng thu thập được đoạn clip do camera ghi lại, giáo viên có hành động sách tay con tôi rất nhanh trong khi con còn quá nhỏ. Yêu cầu nhà trường cung cấp video đầy đủ rõ ràng của ngày 13 tháng 8 để có được đánh giá chính xác dưới phương diện pháp luật và muốn nhà trường xin lỗi một cách chân thành cũng như lỗi tới đầu nhận tới đó chứ không thể im lặng như vậy. anh N cũng cho biết thêm vào sáng ngày 4 tháng 9 phía cơ quan công an đã mời gia đình lên làm việc lần hai thông tin gia đình được biết phía nhà trường thông báo dữ liệu camera ngày 13 tháng 8 không còn lưu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của phụ huynh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt cho biết trong ngày 5 tháng 9, đoàn cán bộ phường do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt cùng đại diện Đoàn thể hội phụ nữ lao động thương binh và xã hội y tế phường đã làm việc với đại diện cơ sở mầm non. Chiều cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đến gia đình thăm hỏi động viên gia đình cháu. Liên quan đến sự việc, một cán bộ công an phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh của gia đình anh Đào Hồng Nở, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh điều tra theo quy định của pháp luật. Trước phản ánh của phụ huynh, chủ nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập VX cho biết, sau khi nắm được thông tin cô giáo sách tay cháu 13 tháng tuổi đang theo học tại trường, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo này. Sau sự việc nhà trường cũng đã nhắc nhở chấn chỉnh tới toàn bộ giáo viên tại cơ sở. Vị này thông tin về việc phụ huynh phản ánh cháu gái 13 tháng tuổi bị gãy chân sau khi học về tại cơ sở vị này cho hay, đang được công an xác minh làm rõ ai sai sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mới đây, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông tin, từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 19 tháng 10, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm giai đoạn 2. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, phó tránh tòa hình sự, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Ngoài hội đồng xét xử 5 người, còn có 4 thẩm phán và hội thẩm dự khuyết. Đại diện viện kiểm sát có 5 kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa và một người dự khuyết. Bên cạnh đó, tòa cũng triệu tập 35.824 người bị hại là các nhà đầu tư mua trái phiếu của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, mã AGC 2018.09, AGC 2018.12.1 và AGC 2019.01. Công ty cổ phần đầu tư Sunny World, mã SNVK 2018.10. Công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận, mã QT.2018.12.1. Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, mã SET.H2025. Đồng thời, tòa cũng triệu tập 534 cá nhân tổ chức liên quan đến vụ án ra phiên tòa. Theo hồ sơ giai đoạn 2 của vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo bị truy tố với 3 tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về cả 3 tội danh nêu trên. Trước đó, cuối tháng 7 năm 2024, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận hồ sơ thụ lý giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện. Cáo trạng xác định Bà Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương phát hành 24 mã trái phiếu khống thông qua 4 công ty để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng. Số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho trái chủ, mà bị bà Lan và đồng phạm sử dụng vào các mục đích khác. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án ngày 7 tháng 10 năm 2022, Bốn công ty trên còn dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại và không có khả năng thanh toán. Bà Lan bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, thành viên hội đồng quản trị, nguyên phó tổng giám đốc SCB đã chết, trực tiếp điều hành, quản lý và theo dõi việc sử dụng số tiền trên cho nhiều mục đích của tập đoàn, trong đó phần lớn đã chuyển cho các tổ chức tín dụng để tất toán những khoản vay của cá nhân tổ chức thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trả nợ vay mượn các cá nhân, trả lãi trái phiếu đến hạn, chăm sóc khách hàng chỉ tất toán các thẻ tiến dụng của người nhà và rút tiền mặt sử dụng. Trong phạm vi vụ án này, cơ quan công tố xác định từ ngày 27 tháng 10 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, có 21 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chuyển hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài trái quy định, nhận hơn 3 tỷ đô la Mỹ từ nước ngoài chuyển. Tổng cộng, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.730 tỷ đồng. Đồng thời, bà Lan và đồng phạm cũng bị cáo buộc rửa tiền từ nguồn tiền tham ô tài sản của ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu tổng 445.747 tỷ đồng. Mới đây, Ủy ban Tư pháp tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 14 cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024. Đáng chú ý, Chính phủ nhận định tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo đó, từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, cơ quan chức năng đã phát hiện 4.150 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. 936 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ, tăng gần 38%. Chính phủ cho hay nổi lên là vi phạm về quy hoạch, xây dựng, năng lượng, đấu thầu. Báo cáo nêu, phương thức thủ đoạn phổ biến là lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư của nhà nước để trục lợi nhận hối lộ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư xây dựng lợi dụng ảnh hưởng của người có chức vụ để trục lợi gây bức xúc trong nhân dân vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ tham nhũng tại các doanh nghiệp cổ phần đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng nổi lên cạnh đó tội phạm vi phạm pháp luật về đấu thầu mua sắm quản lý tài sản công quản lý sử dụng đất đai bảo hiểm ngân hàng tài chính kế toán Thuế khai thác tài nguyên khoáng sản tiếp tục diễn biến phức tạp xảy ra ở nhiều địa phương. Đáng chú ý, chính phủ cho hay một số lĩnh vực đã phát hiện phương thức thủ đoạn phạm tội mới như tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thẩm định giá trong tố tụng hình sự. Trình bày báo cáo của nhóm nghiên cứu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa nêu, dù đã có nhiều cố gắng nhưng tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội vẫn tăng cả về số vụ và thiệt hại về số người bị thương, tài sản. Trong đó tội phạm tham ô tài sản tăng 50,75%. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập dẫn đến các nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội, làm cho công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật chưa mang lại hiệu quả cao. Theo nhóm nghiên cứu, một số quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực kinh tế tài chính doanh nghiệp còn chưa cụ thể, chưa chặt chẽ rõ ràng về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền điều này dẫn đến việc đơn vị người có thẩm quyền lợi dụng móc nối hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện lách luật hoặc bỏ qua sai phạm của doanh nghiệp kết luận điều tra vụ án này có nêu việc cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu do quy định được hiện hành chưa quy định chặt chẽ rõ ràng về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền dẫn đến việc đơn vị người có thẩm quyền cấp phép móc nối hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hoặc bỏ qua việc hợp thức hóa hồ sơ điều kiện cấp phép doanh nghiệp không duy trì điều kiện kinh doanh sau khi được cấp phép Pháp luật hiện hành cũng không quy định cụ thể phương pháp, cách thức quản lý, kiểm tra thực tế số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu mà doanh nghiệp đã trích lập trong từng kỳ báo cáo và trách nhiệm của từng cơ quan quản lý liên quan, nên chủ sở hữu các doanh nghiệp đã lợi dụng để chiếm dụng, sử dụng trái pháp dẫn đến thất thoát tài sản. Vẫn theo nhóm nghiên cứu, công tác quản lý nhà nước trong phát hành trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp còn nhiều bất cập, còn để tình trạng doanh nghiệp phát hành trái phiếu khống, bán cổ phiếu doanh nghiệp không có thật để lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư. Nhiều vụ vi phạm đấu thầu, đấu giá, đền bù giải phóng mặt bằng trong hoạt động đầu tư, xây dựng, khai thác tài nguyên, đất đai, tài chính, ngân hàng, xăng dầu, điện. Hành vi phạm tội phổ biến là đưa nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, có vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã gây bức xúc trong nhân dân. Đánh giá về con số tội phạm về tham nhũng chức vụ tăng gần 38%. Nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp cho rằng, điều này tiếp tục cho thấy công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng quyết liệt, mạnh mẽ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhóm nghiên cứu cũng đánh giá cao tính chủ động, tích cực của các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng công an trong công tác phát hiện, xử lý loại tội phạm này. Mới đây, công an tỉnh Nam Định thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 lãnh đạo nguyên lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Năm bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Xuân Tiến, sinh năm 1975, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền, Nguyễn Xuân Kiên, sinh năm 1983, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền, Hoàng Thành Triệu, sinh năm 1958, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền, Vũ Mạnh Hùng, sinh năm 1980, công chức kế toán tài chính thị trấn Dạng Đông, Nguyên cán bộ hợp đồng và công chức kế toán tài chính xã Nam Điền, Trịnh Văn Năm, sinh năm 1969, công chức địa chính xã Nghĩa Hải, nguyên công chức địa chính xã Nam Điền. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2011 đến năm 2023, năm cán bộ trên đã làm trái công vụ, thực hiện ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng trong việc tổ chức ký hợp đồng chỉ định thầu cho thuê đất hủy kết quả đấu thầu cho phép sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất nuôi trồng thủy sản trái quy định tại khu vực Cồn Xanh thuộc địa bàn tạm giao quyền quản lý hành chính xã Nam Điền. Trong đó, Nguyễn Xuân Tuyến chịu trách nhiệm chính và trực tiếp về việc ký hợp đồng thuê đất Cồn Xanh đối với các trường hợp chỉ định thầu áp giá sản nuôi thực nghiệm cho thuê đất, cho phép các hộ dân sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất trái quy định của pháp luật. Nguyễn Xuân Kiên được giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ chuyên trách giúp việc trong quản lý bãi chiều. Người này chỉ đạo các thành viên trong tổ và trực tiếp ký các thông báo thu tiền thuê đất hàng năm và đôn đốc thu nộp tiền thuê đất, trong đó có những hộ được chỉ định thầu áp giá sản nuôi thực nghiệm, ký xác nhận chuyển nhượng quyền thuê đất trái quy định pháp luật. Từ năm 2010 đến năm 2015, khi ông Hoàng Thành Triệu là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Điền đã trực tiếp ký các tờ trình của Ủy ban nhân dân xã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện hủy kết quả đấu giá đối với các hộ không nộp tiền, không ký hợp đồng, đồng thời về duyệt áp giá giảm nuôi thực nghiệm cho các hộ khác, cho phép các hộ dân sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất trái quy định của pháp luật. Ông Vũ Mạnh Hùng khi còn là cán bộ hợp đồng và công chức tài chính kế toán xã Nam Điền đã trực tiếp tham mưu soạn hợp đồng cho thuê đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền thuê đất, thu tiền thuê đất của các hộ dân, lập danh sách người thuê đất, kế hoạch thu tiền để theo dõi quản lý, tham mưu và ký xác nhận cho phép các hộ dân sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất trái quy định của pháp luật. Trước đó cũng liên quan đến dự án khu vực cồn xanh này, ngày 18 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can là lãnh đạo nguyên lãnh đạo xã Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến các sai phạm về đất đai tại khu vực cồn xanh. Tiếp đó, ngày 29 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can nguyên là lãnh đạo xã Nghĩa Thành. Huyện Nghĩa Hưng gồm các ông Trần Văn An, sinh năm 1982, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thắng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thành. Phạm Ngọc Quyến, sinh năm 1956, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thành. Đào Văn Vân, sinh năm 1957, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thành về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mới đây đã tống đạt bản cáo trạng truy tố 55 bị can về các tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố khác. Trong số 55 bị can, có một bị can là pháp nhân, công ty trách nhiệm hữu hạng Tân Minh Thịnh Việt Nam bị truy tố về tội trốn thuế. Theo cáo trạng, từ tháng 4 năm 2018, bị can Bùi Văn Bảo đã thành lập công ty ma để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống, bảo và các đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống thường liên hệ qua Zalo và Telegram để trao đổi, thỏa thuận về chi phí và mua bán hóa đơn. Sau khi thỏa thuận, Bảo chỉ đạo nhân viên chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp mua hóa đơn giá trị gia tăng, rồi dùng ủy nhiệm chi hoặc yêu cầu doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển tiền vào công ty ma để hợp thức hóa chứng từ. Sau đó, nhân viên sẽ rút tiền mặt hoặc chuyển tiền từ tài khoản của công ty xuất hóa đơn khống vào tài khoản của Bảo. Từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 5 năm 2022, bị can Bùi Văn Bảo đã thành lập và sử dụng 35 công ty ma để xuất bán trái phép 25.256 hóa đơn giá trị gia tăng khống, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 1.433 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, hưởng lợi bất chính hơn 18,8 tỷ đồng. Bị can Trần Văn Thịnh cùng các bị can đồng phạm đã mua 2.786 hóa đơn giá trị gia tăng khống của Bảo để bán lại. Ngoài ra, Thịnh còn thành lập 47 công ty ma để bán trái phép 29.745 hóa đơn giá trị gia tăng khống, với tổng giá trị hơn 8.007 tỷ đồng. Thịnh hưởng lợi bất chính tổng cộng hơn 70,7 tỷ đồng. Bị can Bùi Thanh Bình, người mua bán hóa đơn khống của Bảo và Thịnh để bán lại, từ năm 2020 đến năm 2023, Bình đã thành lập 8 công ty ma để bán trái phép 15.750 hóa đơn với giá trị hơn 1.952 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 13,6 tỷ đồng. Bị can Phạm Minh Cường từ năm 2018 đến năm 2023 đã cùng Lương Hoàng Tóa, chưa xác định được nhân thân, dùng 12 công ty ma để xuất bán 6.416 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị 2.530 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 7,5 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Khắc Điền đã thuê các cá nhân sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân, mua trôi nổi trên mạng xã hội để thành lập 63 công ty ma để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống và có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, nhưng do liên quan nhiều địa phương, cá nhân tổ chức, do đã hết thời hạn điều tra nên cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tách ra để xử lý sau. Tổng cộng, các bị can này đã thành lập 165 công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là hơn 13.000 tỷ đồng. Các bị can này đã bán hóa đơn cho các bị can là đối tượng trung gian cá nhân doanh nghiệp với mức phí từ 0,8% đến 4% trên tổng giá trị hóa đơn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là để che giấu hành vi phạm tội và được thuận lợi mua bán hóa đơn trái phép mà không bị các cơ quan chức năng phát hiện, năm đối tượng cầm đầu các đường dây mua bán hóa đơn nêu trên đã móc nối thỏa thuận đưa hối lộ cho Lê Thành Nhân, công chức tri cục thuế khu vực quận 12, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Trần Quốc Duy, Nguyễn Anh Tuấn đều là công chức tri cục thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Vương Quốc Hùng, công chức tri cục thuế thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, với mức phí từ 0,3% đến 0,6% trên tổng giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà các doanh nghiệp ma đã xuất bán các cán bộ thuế đã thực hiện bảo kê như sau cung cấp các địa chỉ cho các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn sử dụng để đăng ký thay đổi điểm kinh doanh cho công ty ma thông báo trước kế hoạch thanh tra kiểm tra của tri cục thuế đối với các công ty ma để các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn chủ động đối phó kiểm tra và hướng dẫn các công ty ma làm thủ tục tạm ngừng hoặc giải thể nếu bị đưa vào danh sách doanh nghiệp thuộc hệ số k là loại doanh nghiệp có doanh số bán ra cao nhưng không có doanh số mua vào hoặc doanh số mua vào ít tranh lệch nhiều với doanh số bán ra bị phát hiện bởi hệ thống phần mềm quản lý thuế tập trung hướng dẫn nội dung để người mua sử dụng hóa đơn của các công ty ma giải trình với cơ quan thuế nhằm tránh cho các công ty ma bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro về thuế và chuyển thông tin cho các cơ quan điều tra Tổng cộng, các cán bộ thuế nêu trên đã nhận hối lộ với số tiền gần 13 tỷ đồng. Cũng theo cáo trạng, đối với Nguyễn Tuấn Anh, công chức chi cục thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, đã nhận 12,7 tỷ đồng tiền hối lộ. Tuy nhiên, Nguyễn Tuấn Anh đã chết vào tháng 3 năm 2023 nên không đề nghị xem xét hành vi nhận hối lộ. Ngoài ra, trong vụ án này, bị can Bùi Thanh Liêm cựu phó đội trưởng đội kiểm tra thuế số 3 chi cục thuế khu vực quận 7 huyện Nhà Bè cũng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Liêm bị cáo buộc do động cơ vụ lợi khi nhận quà và 20 triệu đồng để tra cứu, cung cấp thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp và cảnh báo cho Trần Quốc Duy biết khi các doanh nghiệp này bị phần mềm quản lý thuế phát hiện, đưa vào danh sách hệ số ca. Duy đã dùng thông tin do Liêm cung cấp để thông báo cho Nguyễn Khắc Điền và Bùi Thanh Bình đối phó khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Mới đây, tòa án nhân dân tỉnh Long An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo Dương Hoàng Quý 32 tuổi, Trần Nhật Trường 23 tuổi và Lê Kim Trọng cùng ngụ huyện Đức Hòa đã bị truy tố về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng sau khi chấp hành xong án phạt tù, Dương Hoàng Quý mở quán ăn nhưng kinh doanh thua lỗ, do nợ nần chồng chất, Quý đã lên kế hoạch cùng đồng bọn thực hiện các vụ trộm cắp tài sản tại các biệt thự của người dân giàu có. Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm của Quý đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chúng thuê xe ô tô, trang bị dụng cụ phá khóa, quần áo che mặt và lên kế hoạch tỉ mỉ trước khi gây án. Các đối tượng thường chọn những ngôi nhà biệt lập, ít người qua lại để thực hiện hành vi của mình. Cụ thể vào khoảng 0 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2023, sau khi quan sát kỹ lưỡng, trường điều khiển xe ô tô chở quý đến nhà chị LTX tại xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa. Trong khi trường đứng ngoài cảnh giới, quý lèn vào nhà và lấy trộm một chiếc túi sách bên trong có 16 triệu đồng cùng một số trang sức bằng vàng. Không dừng lại ở đó, vào tối ngày 27 tháng 2, nhóm đối tượng tiếp tục thực hiện một vụ trộm khác tại căn biệt thự của ông VQS tại thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ với thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh nhóm của quý đã gây ra nhiều thiệt hại cho các nạn nhân tổng giá trị tài sản mà chúng trộm cắp lên tới hàng tỷ đồng sau một thời gian điều tra cơ quan công an đã thu thập đủ chứng cứ và bắt giữ các đối tượng tăng vật vụ án bao gồm tiền mặt vàng xe ô tô và các dụng cụ phá khóa Tại phiên tòa ngày 5 tháng 9, sau phần thủ tục khai mạc phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử Toán Nhân dân tỉnh Long An tạm hoãn phiên tòa do vắng mặt của nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Toán Nhân dân tỉnh Long An quyết định tạm hoãn phiên tòa và ấn định thời gian mở lại vào ngày 24 tháng 9 tới.